Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với BQ Channel. BQ Channel là một dự án của công ty BQ, mục đích là nâng cao tư duy làm việc, hiệu quả cho người Việt Nam. Và để chúng ta làm việc hiệu quả thì chúng ta phải chiến thắng được khó khăn, giữ trong mình một dũng khí chân chính, rằng là để có thể tiến triển được công việc một cách đúng đắn, chúng ta cần phải có dũng khí. Có lẽ chúng ta thường có xu hướng không dám nói rõ ràng những điều cần nói, không làm tới cùng những điều mình cho là đúng bởi chúng ta sợ bị những người xung quanh ghét bỏ. Tuy nhiên, để có được tiến triển trong công việc mà không mắc phải sai sót, chúng ta cần phải có đưa ra những quyết định đúng đắn với những điểm trọng yếu. Và vào mỗi thời điểm cần đến quyết định đó, chúng ta cần phải có dũng khí. Tuy nhiên, chúng ta không nên hữu dụng vô mưu hay là ngạo nghễ táo bạo. Bạn cần phải ghi nhớ, dũng khí chân chính phải được tích lũy dựa trên kinh nghiệm của một người vừa biết quán triệt những niềm tin của bản thân, vừa phải biết lễ độ, biết sợ, hay có thể nói là biết nhút nhát. Ví dụ, khi phải để đề ra một chính sách tài chính, những doanh nhân sẽ nghĩ sẽ rất khó để có thể vay vốn từ ngân hàng, nên mặc nhiên lãi suất cao nhưng chúng ta vẫn vay từ tín dụng đen. Vẫn biết điều gian nan thì đúng đắn, nhưng chúng ta thiếu đi dũng khí nên cuối cùng vẫn lựa chọn một con đường dễ dàng. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ phải hối hận vì những điều đó. Vậy nên, để không bị thất bại, doanh nhân cần phải có dũng khí, và dũng khí chân chính được tạo ra thông qua kinh nghiệm. Trên thế giới, có những người thừa kế công việc của cha mẹ và trở thành chủ doanh nghiệp, lại có những doanh nhân như vậy lại không được lựa chọn làm nhà lãnh đạo vì năng lực của họ được công nhận, do đó họ không hẳn là người sở hữu dũng khí chân chính. Tuy nhiên, dũng khí là điều không thể thiếu, có thể tiến hành công việc kinh doanh của công ty. Tiếp theo, ý thức về sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm là thứ tạo nên lòng can đảm và dũng khí. Không phải ai cũng mang trong mình một dũng khí, nên nếu bị đe dọa hoặc là dọa dẫm, chắc hẳn sẽ có lúc họ run rẩy và sợ hãi. Dù vậy, khi ở trong hoàn cảnh cần chiến đấu, chúng ta còn phải lấy hết can đảm để chiến đấu. Thông thường, bản thân của các bạn không hề nghĩ mình có thể có một sức mạnh lớn như vậy. Nhưng một ngày các bạn lại thừa kế một công việc kinh doanh của cha mẹ và nắm trong tay trách nhiệm điều hành của công ty. Khi điều đó xảy ra, mong các bạn hãy giữ cho mình một ý thức về sứ mệnh. Dù bất cứ điều gì xảy ra thì bằng mọi giá vẫn phải bảo vệ công ty của cha mẹ để lại và cả những cái nhân viên trong công ty. Nếu không làm như vậy, chắc chắn các bạn sẽ dần bị cuốn theo những thứ dễ dàng, mắc những sai lầm trong công việc điều hành kinh doanh, khiến nhân viên trong công ty mất đi cái sinh nhai. Để những điều đó không xảy ra, điều vô cùng quan trọng là các bạn phải luôn tư vấn xem người giám đốc phải như thế nào và phải luôn giữ trong mình quyết tâm. Và tiếp theo, bạn cũng cần ghi nhớ cháy lên tinh thần chiến đấu. Công việc là một thế giới của sự chiến đấu nghiêm túc, và trong cuộc chiến đó chúng ta luôn phải kỳ vọng vào chiến thắng. Tuy nhiên, càng muốn giành được chiến thắng, chúng ta càng phải chiến đấu với vô vàn khó khăn và áp lực. Những lúc như vậy, chúng ta phải lại thường có xu hướng là nao núng, hóa ra, thỏa hiệp, bể công chính niềm tin ban đầu của chúng ta ôm ấp. Vì thế, khởi nguồn của mọi thứ năng lượng khiến con người có thể loại bỏ những cái khó khăn và áp lực chính là tinh thần chiến đấu kiên cường. Dù khó khăn vất vả như thế nào, chúng ta cần phải đốt cháy lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt nhất định. Không được thất bại, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Người ta thường nói, trong thế giới tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé. Đó là một thế giới vô cùng khắc nghiệt, nơi kẻ mạnh sẽ ăn thịt kẻ yếu hơn để sống sót. Nhưng trên thực tế, những ai chịu nỗ lực hết mình, không thua kém bất kỳ ai, mới là người có thể thích nghi với thế giới và tiếp tục tồn tại. Những ai không chịu nỗ lực sẽ dần bị tuyệt chủng. Chúng ta phải tự khai phá con đường của chính mình. Một điều thực tế là trong tương lai của chúng ta sẽ không được ai đó đảm bảo.
Giả dụ bây giờ thành tích kinh doanh của công ty chúng ta có vô cùng rực rỡ thì điều là kết quả của những nỗ lực trong quá khứ, và không một ai dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì thế, để có thể tiếp tục được xây dựng một công ty tuyệt vời trong tương lai, mỗi người chúng ta cần phải có cố gắng hết mình để hoàn thành trọng trách của bản thân. Chúng ta không nên dựa dẫm vào người khác, mà trước hết chúng ta cần phải ý thức về nhiệm vụ của bản thân và tự mình nỗ lực để hoàn thành công việc. Và tiếp đến, dù bạn gặp khó khăn như thế nào cũng không có ai giúp đỡ bạn, và bản thân của bạn phải tự khai phá, tự tìm con đường cho chính mình. Đây là điều mà bất kỳ thứ ai điều hành công việc kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều phải hiểu rõ. Hay có thể nói, tinh thần độc lập, tự tôn là rất cần thiết, không chỉ đối với những người chủ doanh nghiệp như các bạn, mà tất cả những cán bộ chủ chốt trong công ty, hay nói cách khác là những người được thuê về làm việc cũng cần phải có những cái ý thức tương tự như vậy. Và bạn phải cần suy nghĩ đến cùng cho đến khi nhìn thấy kết quả. Trong quá trình làm việc, chúng ta phải đạt được trạng thái tâm lý như thể mình nhìn thấy được kết quả của công việc. Ban đầu, nó chỉ là những giấc mơ, những nguyện vọng, nhưng nếu chúng ta mô phỏng nó một cách nghiêm túc, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy trong đầu, thì cuối cùng ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực sẽ dần mất đi, rằng chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại những thứ mà chúng ta có thể bắt tay vào hiện thực, và dần dần chúng ta sẽ tự tin rằng mình làm được. Đây chính là trạng thái của sự nhìn thấy. Như vậy, nếu không suy nghĩ một cách triệt để cho tới khi đạt đến trạng thái của sự nhìn thấy, chúng ta sẽ không thể hoàn thành những công việc chúng ta chưa bao giờ có tiền lệ và mang tính sáng tạo, hoặc là nhiều trở ngại. Và đây chính là những kiến thức mình mong muốn chia sẻ cho các bạn vào ngày hôm nay.